Xin chào các bạn, chúng ta đang có mặt ở thành phố Lai Châu. Trước mặt chúng ta ở đây là đền thờ vua Lê Lợi, một điểm di tích và văn hóa đặc biệt của quốc gia. Về cái sự tích và của ngôi đền này thì tôi không nói ở đây, tại vì công việc của chúng ta đang làm là cái công việc nó không liên quan gì đến cái phần này. Hôm nay chúng ta tập trung các vong linh ngoại quốc phương Bắc ở trước mặt ngôi đền này. Tôi đã làm hành động tập trung quy tụ các vong linh và cũng đã thí thực cho họ ở phía trước đây. Và học trò của tôi đã vừa thí thực cho các vong linh. Thưa các bạn, trước khi bắt đầu công việc cho ở tỉnh này, tôi xin phép đọc một tin Bây nhắn. giờ thì tôi sẽ đọc clip đọc tin nhắn của cô. A Di Đà Phật, chào thầy cô. Từ hôm qua thầy làm bên các mảng các vong linh ngoại quốc chết tại Việt Nam. Tuy là họ đến cướp nước ta, nhưng thầy đã cho họ ăn bữa cuối cùng để về nước hoặc đi đầu thai. Đây là việc làm mang tính chất nhân đạo mà người Việt ta vẫn hay làm. Ở sông Hồng, khi thầy quy tụ trên sông, thầy cho phép mọi người có thể nhìn thấy các vong thì lên tiếng. Lúc đó tôi mới tập trung thì thấy quá nhiều, một số ít ăn cháo, một số xếp hàng chờ tới lượt, họ rất đói. Khi thầy lên lệnh, họ náo loạn người ngược người xuôi. Nếu nói là ong vỡ tổ, cũng giống lắm. Lát sau họ đi thành đoàn đông, đi về bên phải, bên tay trái thì ít bằng hai phần. Sau đó có hai tốp đi hình chữ V tiến về phía trước, lần lượt di chuyển. Chỉ ở sông Hồng sao đông đến vậy? Thật kinh hoàng thầy ạ. May là đất nước Việt có thầy giáng thế dẹp loạn âm phần. Sau chuyến này, dân được yên, nước sẽ mạnh, nhà nhà bình an hạnh phúc. Cảm ơn thầy cô và đoàn. Đó chính là con mắt tâm linh, đó chính là cái việc chúng ta đang làm. Những cái việc này phải có cái tâm với tâm linh, có năng lực tâm linh sẽ cảm nhận được những cái hiệu quả, những cái mang lại cái tính chất tích cực. Khi chúng ta làm mảng mảng này, nó mang tính chất tích cực cho đất nước như thế nào, nó rất quan trọng. Khi mà ở trong tin nhắn này có một cái đoạn là các cái vong linh chia làm hai hàng hình chữ V, tức là một phần về nước, một phần chuyển kiếp, và cái phần chuyển kiếp có lẽ là nó nhiều gấp đôi phần về nước. Cho nên cái vong hôm qua ở tỉnh Lào Cai, các cái vong linh khi tôi quy tụ với cái câu lệnh là về cố quốc thì họ không chịu tập trung. Nhưng khi tôi lên câu lệnh là ai về cố quốc thì về, ai chuyển kiếp thì chuyển kiếp, thì lúc đó lại tập trung được. Còn hôm nay ở tỉnh này, khi tôi đã tập trung các vong linh ở đây, trước mặt ở đây thí thực cho họ rồi, thì thưa các bạn, có một cái việc từ đêm hôm qua tôi đã được báo một cái thông tin vô cùng quan trọng và cũng vô cùng cảm thương. Đó là các vong linh của người Việt chết trên đất Trung Quốc. Họ đang rất đói khổ, đói rét. Ở bên đó không có cái chuyện cúng như ở bên Việt Nam mình đâu. Việt Nam mình các cái vong tàu này, đất nước chúng ta còn nhân đạo là còn cúng họ. Bên kia họ không cúng. Cho nên vong linh nước Việt, người Việt bên đó rất là đói khát. Họ rất muốn về nước, rất muốn về nước. Và cái này thì tôi cũng sẽ cố gắng sắp xếp để sao cho chúng ta sẽ sang bên đó để đưa rước các vong linh người Việt về nước. Còn lại một cái mong mỏi và một cái điều tôi muốn làm cho các vong linh người Việt bên Trung Quốc, đó là hôm nay tôi chuẩn bị một lượng tiền rất là nhiều. Và bây giờ thì tôi sẽ có đôi lời với các vong linh của người Trung Quốc. Ta có lời tới các ngươi. Đây là một cơ hội cho các ngươi tích phúc, tích đức
để chuyển kiếp. Hoặc tích đây là cho các cái vong linh trở về cố quốc. Hãy làm cho ta việc này. Đó là hãy mang tiền này phân phát cho các vong linh người Việt ở khắp mọi nơi trên đất nước Trung Quốc, để cho họ có ngân, có xuyến, để cho họ còn có những cái sắm, mua sắm những cái thiết thực ở dưới âm. Chứ họ đang rất đói khổ. Và ta có lời rằng đây là một việc rất quan trọng. Các ngươi phải làm bằng tâm và làm đúng theo lệnh, thì đây cũng là một cơ hội cho các ngươi tích phúc, tích đức. Hãy nhớ, đây là một cơ hội làm phúc cho các vong linh người Việt, cũng là tích phúc cho chính bản thân mình. Thưa các bạn, trần sao âm vậy, trần sao âm vậy. Đây là cái nỗi lòng, đây là cái sự lo lắng, đây là cái tâm tư của vợ tôi đề xuất với tôi làm việc này. Và cũng là các cái vong linh giống như có sự thức tâm, đánh vào tâm để chúng, vợ chồng chúng tôi, vợ tôi quyết định việc này. Và hôm nay tôi có lời tới các cái vong linh họ về cố quốc, thì họ hãy làm việc này cho các vong linh người Việt bên đất nước Trung Quốc. Còn bây giờ thì thời khắc đã điểm, lệnh cho tứ đại hộ pháp cùng 40.000 thiên binh đưa tất cả các vong linh nào muốn chuyển kiếp thì xuống địa bàn giao cho tập điện Diêm La. Lệnh cho tứ đại thiên vương cùng 40.000 thiên binh đưa tất cả các vong linh còn lại về cố quốc. Và nhớ một lời dặn, hãy thực thi công việc mà ta đã giao cho. Thưa các bạn, chúng ta vừa mới lệnh cho tứ đại thiên vương, tứ đại hộ pháp để đưa tất cả các vong linh, họ, những vong linh nào muốn chuyển kiếp thì xuống dưới địa, những vong linh nào muốn về cố quốc thì về cố quốc, và làm một hành động nhân đạo này giúp đoàn của chúng ta cho những vong linh người Việt. Và bây giờ thì chúc mừng nhân dân tỉnh Lai Châu và chúc mừng đất nước Việt Nam tươi đẹp. Và bây giờ chúng ta sẽ di chuyển sang tỉnh Điện Biên. Xin chào và hẹn gặp lại.